quý vị thân mến, ngày hôm nay và bây giờ sẽ là giây phút mà quý vị chờ đợi trong văn hóa người Á Đông của chúng ta. Trong tất cả những buổi lễ khai trương, không thể thiếu được những chú lân và thần tài sẽ mang đến những khởi đầu mới, những điều may mắn. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng có một tín hiệu để bắt đầu cho chương trình khai trương ngày hôm nay. Tất cả những điều may mắn đang nằm trong tay của quý vị bằng cách giơ thật cao tay của mình lên. Hãy mở một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đoàn lân Hiếu Nghĩa Đường sẽ mở màn cho chương trình khai trương của chúng ta ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn đến với toàn thể quý vị ạ.
anh ấy xin được nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị ngày hôm nay đang có mặt tại buổi lễ khai trương cung phạm em Trang Hera Spa Quảng Ninh 2023. Và quý vị thân mến, để thay lời cho chủ nhân của buổi tiệc khai trương của chúng ta ngày hôm nay, xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào, lời cảm ơn trân trọng nhất ạ. Và quý vị thân mến, Hùng Phạm em Trang Hera Spa sinh ra với sứ mệnh để tạo ra những nét đẹp, để tôn vinh những giá trị của cái đẹp. Với cơ sở 1 đã được thành lập cách đây 3 năm, với sự tin yêu của toàn thể những quý khách hàng thân yêu, những đối tác và những người bạn bè, Hùng Phạm em Trang Hera Spa đã có được những thành công. Và đấy là lý do để cơ sở thứ hai ngày hôm nay, sau 3 năm thành lập, được có buổi lễ khai trương ngày hôm nay, để nhằm mang đến có nhiều sự lựa chọn hơn nữa, nhiều dịch vụ lớn hơn nữa, và nhiều chính sách lớn hơn nữa, và không gian lớn hơn nữa, rộng lớn và hiện đại hơn nữa, để phục vụ cho toàn thể quý khách hàng. Và hiện diện chào đón tại đây toàn thể là những người đối tác, những quý vị khách mời, những người bạn bè của Hùng Phạm em Trang Hera Spa. Hãy cùng dành cho buổi lễ khai trương của chúng ta một tràng pháo tay lớn hơn nữa để không quý vị. Và ngày hôm nay thì người hạnh phúc nhất đó chính là Hùng Phạm em Trang Hera Spa đã được chào đón tại sân khấu buổi lễ khai trương này với những quý vị đại biểu khách mời. Xin được chuẩn bị những tràng pháo tay để chào đón với diện diện tại buổi lễ khai trương bà Phương Hoa, Phó Chủ tịch Công ty Mỹ phẩm Hàn Quốc CGF. Xin được chào đón sự hiện diện của anh Tiến Hùng, Giám đốc Kinh doanh Mỹ phẩm Hàn Quốc CGF. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của chị Phương Thanh, Giám đốc Phát triển Công ty Mỹ phẩm Hàn Quốc CGF. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của chị Đỗ Trang, Giám đốc Phát triển Công ty Mỹ phẩm Hàn Quốc CGF. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng, hạnh phúc, và người vui mừng hạnh phúc lớn nhất đó chính là hai người trong buổi chủ tiệc lễ khai trương ngày hôm nay. Bởi vì dưới sự xuất hiện của người chứng kiến thành công của hai bạn, chúng tôi xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Lan, nhà phân phối mỹ phẩm Quảng Ninh, cô giáo của Trang Spa Hera. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của người thầy đáng quý và người thầy đáng kính, người đã trao cho Hùng Phạm những lý do thành công ngày hôm nay. Xin được chào đón thầy Nguyễn Văn Thưởng, nhà tạo mẫu tóc Quảng Ninh, thầy giáo của Salon Hùng Phạm. Ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của bà Vũ Thị Khánh, nhà phân phối cấp bậc chủ tịch tập đoàn Unicity. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ thì Ngọc Mười sẽ xin phép là nhường sân khấu này dành cho những lời cảm ơn của chủ nhân của buổi tiệc khai trương của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu hai vợ chồng Trang Hera và Hùng Phạm, xin mời. Lời đầu tiên cho em Trang xin được gửi lời chào tới các vị khách quan và quý công ty mỹ phẩm, anh chị em bạn bè cũng như là tất cả các khách hàng có mặt trong buổi lễ khai trương ngày hôm nay của Trang Hera và Hùng Phạm ạ. Thực sự để mà nói, để không thể nói hết được cái lòng biết ơn của hai chúng em dành cho mọi người như thế nào, là bởi vì là cái sự tin yêu và sự quan tâm ủng hộ của tất cả khách hàng đến với salon và spa của chúng em rất là nhiều. Để có được cái thành công như ngày hôm nay thì thực sự cho em xin được phép gửi cái lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với lại quý công ty mỹ phẩm, người thầy, người bạn, anh chị em, bạn bè và nhất là gia đình hai bên và tất cả các khách hàng đã đến dự cái buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Và đồng thời thì đó cũng là cái sự làm cho chúng em có cái động lực phát triển hơn nữa, mang cái sứ mệnh làm đẹp về đến cho tất cả mọi người. Thực sự là cái khoảnh khắc ngày hôm nay ấy, thì là cái khoảnh khắc mà chắc là em sẽ nhớ mãi trong cái cuộc sống ngày hôm nay. Và xin được gửi cái lời cảm ơn sâu sắc nhất đến
tất cả mọi người đang có mặt trong ngày hôm nay ạ. Chắc là chồng của em cũng có đôi lời muốn cảm ơn đến tất cả mọi người ạ. Nhà nhân quyền. Chém cho mọi hôm đấy. Chém cho mọi hôm đấy. Lần đầu tiên cho em xin được gửi lời chào tất cả các quý vị tân khách đã có mặt trong buổi khai trương cùng Phạm và Trang Gia ngày hôm nay ạ. Những cái lời hay, ý đẹp ấy, và những lời cảm ơn của tất cả quý vị khách hàng đến tất cả mọi người thì bọn em đã nói hết rồi. Thì đây thì em có đôi lời được giải bày và cảm ơn mọi người và quý vị quan khách ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, để có được cái thành quả như ngày hôm nay ấy, thì không chỉ là nhờ những dịch vụ cao cấp và những cái trải nghiệm thú vị đến tất cả quý vị khách hàng, mà trong đó luôn luôn có sự đồng hành và sự ủng hộ của tất cả mọi người với chúng em. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và xuất sắc nhất đến tất cả mọi người, tất cả quý vị đã có mặt trong buổi lễ khai trương cơ sở mới của chúng em ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành, đã luôn yêu thương và giúp đỡ chúng em. Em xin được gửi lời chúc tới tất cả mọi người sức khỏe, thành công. Chúc mọi người có một buổi cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc tại lễ khai trương của chúng em ngày hôm nay. Em xin được một nữa xin chân thành và cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cậu nói được chưa? Ok rồi đúng không? Kịch bản vẫn đúng ấy, vẫn đứng đây từ từ đó. Đúng rồi, bình tĩnh đúng không ạ? Vừa rồi thì Hùng thì có nhắc MC là anh ơi, anh đừng hỏi em câu nào khó quá, phải lên sân khấu em run lắm. Nhưng mà hình như là lên sân khấu hết run rồi hay sao quý vị ạ? Bởi vì vui quá, hạnh phúc quá, được nhiều quý vị vỗ tay quá, hết run rồi. Vỗ tay cái nữa để bình tĩnh hơn và tự tin hơn được không ạ? Và chắc chắn rằng ngày hôm nay là ngày buổi lễ khai trương, là một dấu mốc của hai vợ chồng Trang và Hùng. Và người ta có một câu nói như thế này: dòng sông nếu không có những thác gầy thì dòng sông sẽ trở nên êm đềm và phẳng lặng. Và dòng thời gian cũng vậy, nếu không có những dấu mốc quan trọng thì dòng thời gian sẽ trôi qua rất lặng lẽ. Và ngày hôm nay chắc chắn trong cuộc đời hai bạn có rất nhiều những dấu mốc ở bên nhau rồi. Thứ nhất là dấu mốc hai bạn đến với nhau, dấu mốc của 3 năm của buổi lễ khai trương của cơ sở thứ nhất, dấu mốc với đối tác của mình với những hợp đồng ký kết, và dấu mốc ngày hôm nay tiếp theo nữa là chỉ là dấu mốc của buổi lễ khai trương cơ sở số 2. Thì Ngọc Mười sẽ hỏi Trang và Hùng là mình chuẩn bị cho cơ sở 2 này trong quãng thời gian bao nhiêu lâu? Về cơ sở vật chất này, về bố trí này, các thứ này trong vòng bao nhiêu lâu? Cơ sở 2 của chúng em thì cũng có chuẩn bị khá là kỹ. Và thời gian chuẩn bị là khoảng đến thời điểm bây giờ là khoảng 3 tháng, kể cả từ lúc sửa chữa đến khi hoàn thiện đến bây giờ là 3 tháng. 3 tháng để có cái cơ sở mới và gọn gàng như này. Chắc chắn rằng một cơ sở mới sẽ lớn hơn, rộng hơn, hiện đại hơn và đẹp hơn. Và cái này thì khách hàng rất là quan tâm này, Hùng và Trang thân mến, là cơ sở của chúng ta thì có thể một lúc sẽ phục vụ được khoảng bao nhiêu khách hàng trong cùng một lúc? Đó. Để những khách hàng sẽ chuẩn bị là ví dụ người ta rủ thêm 10 người bạn của họ đi chẳng hạn, hoặc 15 người bạn của họ đến với Hùng Phạm và Trang Era, thì cái có thể một lúc mình có thể đáp ứng và làm đẹp được cho khoảng bao nhiêu khách? Em xin được cái câu hỏi của anh. Thực sự là bao nhiêu khách hàng không quan trọng, quan trọng là cái dịch vụ cao cấp của chúng em dành cho khách hàng, kể cả có nhiều, có đông đến mấy thì em vẫn là hoàn hảo nhất, đảm bảo và chất lượng nhất ạ. Chính xác, đó chính là những lời cam kết của Hùng Phạm và Trang Era ngày hôm nay. Xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều và xin mời hai bạn hãy cùng trở về. Chào bạn, vâng, để cho em mượn đi, chào để anh lấy cái shot hình. 3, 2, 1. Ok. Xin được cảm ơn Trang Era và Hùng Phạm rất nhiều. Và ngày hôm nay những lời nói cảm ơn đầu tiên của Trang Era và Hùng Phạm đã gửi tới cho quý vị rồi. Và để cho năng lượng và không khí khai trương của chúng ta ngày hôm nay được lan tỏa và nồng ấm với tất cả những quý vị, hãy cùng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón quay trở lại sân khấu của chúng tôi ngày hôm nay hai cô gái đến từ vũ đoàn Bonnie, xin mời. Các anh
that low. Và quý vị thân mến, chúng tôi đã nói đến những hợp tác, những hợp đồng, những phần mà chúng ta hỗ trợ với nhau trong quá trình kinh doanh. Ngoài tay nghề thì bên cạnh đó một phần không thể thiếu được góp công vào sự thành công của Hùng Phạm & Trang Yêu Ra ngày hôm nay, đó chính là những lần hợp tác đối với tất cả các nhãn hàng. Và chắc chắn rằng với lĩnh vực spa và hair salon, chúng ta sẽ cần rất nhiều những đối tác, những bạn hàng để phục vụ cho những nhu cầu làm đẹp cho khách hàng. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ được chào đón tại đây những đối tác thật thân thiết của Hùng Phạm & Trang Yêu Ra. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Phó Chủ tịch cùng với Giám đốc Kinh doanh của Mỹ phẩm Hàn Quốc CGF sẽ cùng lên sân khấu để cùng gửi những lời chúc mừng khai trương đến với Hùng Phạm và Trang Yêu Ra. Xin được trân trọng kính mời ạ. Cho phép Hoa xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý anh chị, cô bác và tất cả các chị em đang có mặt trong chương trình khai trương, lễ khai trương của Hùng Phạm và Trang Hera ngày hôm nay ạ. Các anh chị có thấy rằng hai vợ chồng tuy trẻ nhưng mà rất là năng lượng và rất là nhiệt huyết mà tạo ra một cái chương trình khai trương vô cùng đặc biệt như này không ạ? Các anh chị có thể cho một tràng pháo tay thật lớn cho vợ chồng được không ạ? Em xin phép được tự giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Phương Hoa. Hiện tại thì em đang là người sáng lập và điều hành ở thương hiệu mỹ phẩm Relax Cosmetics và chuyên về điều trị nám, và cũng đang là phó chủ tịch của tập đoàn Thuần Hoa Group mang thương hiệu mỹ phẩm CGF nhập khẩu Hàn Quốc. Và rất là vinh dự vì ngày hôm nay là một đối tác được đến đây và được cùng hợp tác với cả một cái spa mà rất là lớn, phải nói thật sự là khá lớn ở tại Quảng Ninh. Và em thấy rằng là với sự chỉnh chu 3 tháng trời để tạo ra một cái salon cũng như là spa uy tín này, rồi là từ sản phẩm rồi đến máy móc công nghệ và dịch vụ chất lượng như thế này, thì chắc chắn là các bạn đấy đã phải tâm huyết rất nhiều ngày đêm nay rồi. Và cả nhà cho một tràng pháo tay thật lớn lần nữa để cổ vũ cho hai vợ chồng đúng không ạ? Ngày hôm nay thì em mất tầm 4 tiếng, hơn 4 tiếng đồng hồ đến đây. Thật sự dành tình cảm rất là nhiều cho hai vợ chồng nên là đã đến đây để hỗ trợ cũng như là đồng hành với hai vợ chồng. Và đặc biệt hơn nữa thì ngày hôm nay có Giám đốc Kinh doanh Tiến Hùng, và Giám đốc Kinh doanh Tiến Hùng sẽ là người đồng hành cùng với hai vợ chồng trong thời gian tới. Các bạn có biết không ạ? Thương hiệu mỹ phẩm CGF nhập khẩu từ Hàn Quốc là một dòng sản phẩm được nhập khẩu tại Hàn Quốc, và khi về đến Việt Nam thì là chúng tôi đã đưa những dòng sản phẩm và hợp tác với hơn 1.000 chủ spa hiện nay trên thị trường. Và đặc biệt hơn nữa là một dòng sản phẩm vô cùng an toàn.
và cũng không để mọi người phải chờ đợi lâu trong chương trình nữa, thì sản phẩm chúng ta cũng chỉ giới thiệu với nhau như vậy thôi. Nhưng mà một lần nữa thì cảm ơn em, cảm ơn hai vợ chồng đã dành tình cảm yêu thương để hợp tác cùng với cả thương hiệu mỹ phẩm CLF. Và em xin phép được dành lời cho giám đốc kinh doanh Tiến Hùng. Lần đầu tiên thì cho em Tiến Hùng xin gửi tới toàn thể quý đối tác cũng như quý khách mời trong chương trình đại lễ khai trương ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và em Hùng chỉ xin có đôi lời đôi chút để gửi tới hai em. Hai em là đối tác của Tiến Hùng, nên là anh cũng coi như hai em như hai người em của anh. Và anh thật sự là anh ngưỡng mộ và anh trân quý cái tình cảm của hai em. Và anh chúc cho em khai trương hồng phát. Và anh hứa một điều rằng anh sẽ đồng hành và cam kết đi với em đến cuối con đường. Và anh sẽ hỗ trợ nỗ lực hết mình để cho em phát triển ngày càng mạnh hơn nữa. Anh xin chúc hai em, chúc mừng hai em. Và chúc cho toàn thể chị em và các cô dì chú bác cũng như quý đối tác quý mà trong ngày hôm nay có một buổi khai trương đại hồng phát ạ. Anh xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn hai đại diện đến từ CGF. Và quý vị thân mến, Ngọc Mười rất tâm đắc một câu nói, đó chính là có một nghề không trồng hoa trên đất nhưng lại nở cho đời muôn triệu đóa hoa thơm. Và có một câu nói nữa để dành cho Hùng và Trang, những người thầy hãy thường nói với những người học trò của mình, đó chính là thầy cô không thể mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ và sung túc, nhưng thầy cô sẽ dạy cho em cách làm sao để kiểm soát cuộc sống của mình thật sung túc, đầy đủ và ấm no. Và đó là những cái câu nói và những lần truyền động lực của những người thầy và người cô. Và chính đây, những người hạnh phúc nhất đó chính là những người thầy cô trải qua quãng thời gian để rèn luyện, để nâng cao tay nghề. Có thể đầu tiên là dạy nghề, rồi nâng cao tay nghề, rồi dạy cả trong những cái cách thức mà tiếp xúc với khách hàng, tiếp cận với khách hàng, và cách thức làm sao để dịch vụ của mình đến được tay của khách hàng nhanh nhất, và để khách hàng mãi mãi nhớ đến mình. Người hạnh phúc đó ngày hôm nay sẽ được chào đón lên sân khấu. Ngày hôm nay sẽ được chào đón thầy và cô. Xin mời cô của Trang Hera và thầy của Hùng Phạm xin được trân trọng kính mời. Và xin được chào đón lên sân khấu ngày hôm nay thầy Nguyễn Văn Thưởng, nhà tạo mẫu tóc Quảng Ninh, thầy giáo của Hùng Phạm, và cô Nguyễn Thị Lan, nhà phân phối mỹ phẩm Quảng Ninh, cô giáo của Trang Hera. Vâng ạ, thầy cô thân mến, ngày hôm nay chứng kiến được những thành công của học trò của mình, chắc chắn rằng thầy cô đều đang rất là hạnh phúc. Bây giờ em sẽ nhường lại mic cho cô để gửi những lời chúc mừng và những lời tâm sự của cô dành cho hai vợ chồng. Xin mời. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý đã có mặt tại buổi khai trương của Trang Hera và Hùng Phạm ngày hôm nay. Cho phép Lan xin giới thiệu. Mình Lan tên là Lan Spa. Xin giới thiệu với mọi người là mình tên Tô Lý Thưởng, Hùng là học trò của mình. Anh Tô Lý Thưởng và Lan Spa đều là hai người vợ chồng. Mình và Thưởng là hai người vợ chồng và dạy ra Trang Hera và Hùng Phạm. Xin giới thiệu sâu thêm một chút nữa là mình là Lan Spa. Thương hiệu là vua trị mụn nám số 1 tại Quảng Ninh. Và anh Tô Lý Thưởng là cây kéo vàng của 2017 đúng không anh? Của cắt tóc đó mọi người ạ. Và Tô Lý Thưởng và Lan Spa hôm nay là một ngày mà Lan và Tô Lý Thưởng rất là tâm huyết. Một ngày mà với Thưởng và Lan và cũng như hai em học trò Hùng Trang rất là tâm huyết, đã được khách hàng Cẩm Phả đón chào và yêu thương để đến được cái thương hiệu Hùng Phạm và Trang Hera ngày hôm nay. Và không có lời nào, Lan xin chúc hai em là một thương hiệu làm đẹp nhất tại thành phố Cẩm Phả này, và mong cho tất cả khách hàng Cẩm Phả nhắc đến làm đẹp uy tín nhất thì sẽ nhắc đến Hùng Phạm và Trang Hera. Và đến tới đây nữa là Trang Hera Hùng Phạm sẽ đưa những cái công nghệ mới nhất, hiện đại nhất về phục vụ cho tất cả khách hàng Cẩm Phả thân yêu của mình. Những công nghệ mà làm đẹp không xâm lấn và làm đẹp an toàn và hiệu quả nhất. Một lần nữa chị chúc cho hai em có một buổi khai trương thành công viên mãn.
Và Lan xin chúc cho tất cả quý khách hàng có mặt tại buổi tối ngày hôm nay có một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc cùng với Hùng Phạm và Trang Hera trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Thửa đấy thì thực ra là chỉ biết làm đẹp thôi đó, nhưng mà hôm nay đến đây ấy là những cái lời chúc và những cái lời nói với tất cả mọi người là vừa rồi là Lan cũng đã nói hết rồi đó. Thưởng chỉ xin chúc cho Hùng Phạm và Trang Hera là một trong số những thương hiệu làm đẹp uy tín nhất tại thành phố Cẩm Phả, và chúc cho tất cả mọi người đây có một buổi tối ngày hôm nay thật là vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, em xin mời thầy cô em nán lại sân khấu được không ạ? Và quý vị thân mến, ngay sau đây xin được mời hai vợ chồng của Hùng Phạm và Trang Hera hãy cùng lên sân khấu để chụp hình lưu niệm và ôm thầy cô của mình một cái được không ạ? Và đây chắc chắn rằng là những người hạnh phúc khi được nhìn thấy những người học trò của mình thật thành công, và xin mời bức ảnh kỷ niệm cho ngày hôm nay ạ. Và quý vị thân mến, hãy cùng dành cho họ những người tuyệt vời chẳng có tay lớn hơn nữa được không ạ? Cười, cười mọi người ơi. Thả tim kể đi nào thì nói cười cho em nha. Xin mời. Và quý vị thân mến, quay tay thôi. Xin được cảm ơn thầy cô rất nhiều, và xin mời vợ chồng hai vợ chồng Trang và Hùng sẽ cùng nán lại sân khấu được không ạ? Xin mời Trang sẽ cùng nán lại sân khấu. Và quý vị thân mến, trong cứ đứng ở đây với anh khoảng 30 giây nhé, vì anh có được một điều này rất là muốn nói là quý vị thân mến, em sẽ xin phép nhắc lại một chút nữa là về thầy và cô. Em biết đến thầy cô từ rất là nhiều năm rồi, và thầy cô cũng có những cái bước phát triển và có hành trình của mình cũng rất nhiều chông gai. Và thầy cô đã vượt qua tất cả những chông gai đó và đã có được những thành công. Và thầy cô luôn luôn là người dám cho đi, và là những người đã tạo ra rất nhiều những cô cậu học trò thành công. Và bên cạnh đó, thầy cô còn làm được rất nhiều điều, đó chính là với tất cả những người mong muốn rằng được có trong tay của mình một tấm nghề, hãy đến với thầy cô, thầy Tony Thưởng và cô Lan Spa. Thầy cô sẽ dạy nghề miễn phí. Có tuyệt vời không ạ? Và đây là sản phẩm của thầy cô và những người thành công. Ngày hôm nay bây giờ sẽ là giây phút mà hai bạn sẽ nhớ mãi, sẽ là giây phút cắt băng khai trương để chính thức cho Hùng Phạm em Trang Hera Spa sẽ chính thức đi vào hoạt động để phục vụ khách hàng. Xin mời ạ, xin mời bộ phận lễ tân của chúng tôi mang lên những giải băng đỏ, mang đến những điều may mắn ngày hôm nay. Và xin mời những chú Lân và ông Thần Tài sẽ mang đến những điều may mắn. Xin mời ạ. Đó, cho em nhạc nó lớn lên tí được không anh? Em ơi, em ơi, có tiết mục của anh phải đổi đâu. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời những giải băng đỏ của chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, trong giây phút này Ngọc Mười rất mong muốn rằng quý vị chúng ta hãy cùng đứng lên được không ạ? Hãy cùng cộng hưởng cùng với giây phút khai trương này bằng cách đứng lên và đưa tay của mình ra vị trí đằng trước một góc 45 độ. Hãy cùng chuẩn bị những tràng pháo tay thật lớn được không quý vị? Và hai vợ chồng thân mến, hãy làm theo điều lệnh của MC nhé. Rồi, xin mời lên lên đi ạ. Lên lên đi ạ, 2, 3. Lên lên đi em. Rồi, thả nhiên em. Rồi, quý vị thân mến, bây giờ quý vị cùng đến với Ngọc 10, 3, 2, 1 để những giải băng đỏ này sẽ được cắt đứt và chính thức Hùng Phạm em Trang Hera sẽ chính thức đi vào hoạt động. Và xin mời hai người chúng ta sẽ cùng cầm cây kéo vàng đi ạ. Và chuẩn bị, hãy cùng đếm với em được không ạ? Chuẩn bị.
Rồi, xin mời. Sẽ mang đến những điều may mắn và như chú Lân sẽ mang đến những điều tuyệt vời dành cho tất cả những điều những buổi lễ khai trương, và mong rằng sau ngày hôm nay vùng Phan Entera sẽ trở thành trung tâm và điểm đến ưa thích của tất cả những quý khách hàng với mong muốn với những dịch vụ làm đẹp, và chắc chắn rằng vùng Phan Entera sẽ cam kết rằng sẽ mang đến quý vị những dịch vụ tuyệt vời nhất. Và trong thời gian mà chúng tôi chờ đợi đoàn Lân cũng như thần tài mang đến những điều may mắn cho chủ cơ sở của chúng ta ngày hôm nay, thì quý vị đừng quên rằng trong chương trình của chúng ta sẽ có cơ hội mang về rất nhiều phần quà vô cùng giá trị, bao gồm một giải đặc biệt, một nhẫn vàng kèm một thẻ VIP trị giá 6 triệu đồng, một giải nhất, một nhẫn vàng kèm một thẻ VIP trị giá 4 triệu đồng, một giải nhì, một bộ mỹ phẩm căng bóng trẻ hóa và một thẻ VIP trị giá 3 triệu đồng, một giải ba là một quạt điện cộng một thẻ VIP trị giá 2 triệu đồng, 4 giải tư, mỗi giải một voucher trị giá 1 triệu đồng và phần quà của tập đoàn CGF, và 6 giải khuyến khích là 6 thẻ VIP giảm giá lên đến 30%. Vâng, là những hình ảnh vô cùng đẹp ngày hôm nay. Chúng ta nên chụp nhiều bức ảnh một chút ở vị trí phía trong cơ sở đi ạ. Xin mời các bạn media hãy chụp giúp em nhiều bức ảnh một chút. Và quý vị thân mến, chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều những phần quà, và tổng giá trị giải thưởng ngày hôm nay không những là ở riêng chương trình bốc thăm trúng thưởng đâu ạ. Quý vị thân mến, ở vị trí phía trong này bao gồm là những lá phiếu mà quý vị đang sở hữu ở trong này rồi, với những khách hàng sử dụng dịch vụ của Hùng Phạm and Trang Spa, Hera Spa trong thời gian vừa qua thì đã sở hữu lá phiếu này rồi. Và cho em hỏi rằng tất cả những quý vị ở đây hiện tại, ai đang sở hữu những lá phiếu trên tay của mình, xin mời giơ cao tay lên được không ạ? Những ai ạ? Ai muốn mang về một chỉ vàng ạ? Vâng ạ, ai muốn mang về thẻ VIP trị giá 6 triệu đồng giơ tay. Và ngoài hòm phiếu này ra, quý vị có để ý không ạ? Trên bàn kia còn rất nhiều những phần quà nữa, và mỗi phần quà trị giá lên đến 1 triệu đồng, và tổng giá trị giải thưởng của chương trình lễ khai trương ngày hôm nay lên đến dưới 1 tỷ đồng. À, rất lớn. Và quý vị thân mến, đầu tiên thì em sẽ lựa chọn để em tặng. Em á? Để mua trước ạ. Bạn có nhận nhầm tới là em nào không? Không. À. Quên rồi. À đúng rồi. Và bây giờ em sẽ bắt đầu đi tặng quà cho tất cả quý vị. Bây giờ cho em cái nhạc số 1 đi cho nó vui đi anh. Ở bên trong kia đang làm lễ rồi anh ạ. Làm lễ là cũng tương đối lâu đấy. Trong thời gian mà chờ đợi làm lễ thì chúng ta cứ tặng quà trước đi nào. Cho em cái nhạc số 1 nhá. Bây giờ những anh chị nào muốn nhận quà trước là xin mời giơ tay ạ. Giơ tay em tặng luôn nào. Đâu ạ? Cho em hỏi là hôm nay là ai đến với chương trình này sớm nhất nào? Sao người nhiều. Xin mời chị. Chị nữa lên luôn. Rồi ai nữa, ai muốn nhận quà nữa? Xin mời chị. Rồi được mấy rồi? Đâu trong nhà đâu, trong nhà ai muốn nhận quà đâu? Em ơi lên đây. Rồi ạ. Nữa không ạ? Mấy ạ? Có vẻ hơi ít nhỉ? 2, 4, 6, nó có 8 người thôi. Quá nhiều thế kia không à? Nữa đi ạ. Xin mời chị áo hồng. Ai nữa? Rồi, thêm một người nữa đi ạ. Ai mới nhận quà nữa? Đâu ạ? Cho em xin một cánh tay nữa nào. Bây giờ các bạn lên tên không? Mấy em áo đỏ ra anh nhờ tí. Rồi,
chị đứng. Bây giờ nhá, hai em đứng ở đây là em cầm quà. Bao giờ anh Đỏ phát quà thì sẽ phát nhá. Quà đây này, quà anh giấy đây đúng không? Rồi ok. Bây giờ cho con xin một bức ảnh. Và giờ quý vị thân mến, đã đến đây là những người thân yêu thân thiết và những người bạn hàng xóm và những khách hàng của Hùng Phạm Em Trang Hera. Hãy cùng dành 1 triệu like cho chương trình khai trương may mắn được không ạ? Cảm ơn âm nhạc nhá. Ok, từ từ để em lấy một cái shot quay này đã. Vâng, bỏ hẳn đi anh. Và quý vị thân mến, em hô 3, 2, 1. Quý vị hãy cùng hô giúp em thật lớn là khai trương Hồng Phát được không ạ? Đúng không ạ? Vẫn like liên tục nhá. Nhìn, quý vị đừng, các bác đừng có nhìn cháu nhá. Các bác nhìn vào cái máy quay kìa. Khai trương Hồng Phát được không ạ? Chuẩn bị nhá. 3, 2, 1. Khai trương Hồng Phát. Không vẫy tay luôn. Vâng ạ, sẽ được... Hay ông Phát đưa tay vẫy, nhìn thẳng máy quay luôn. Vâng ạ, vâng ạ. Máy quay dừng thì thôi. Vâng ạ, bác để cháu. Thấy chưa, cho em làm lại một cái nhá, chuẩn bị nào. Đây nè. Khai trương Hồng Phát, yeah. Tin chưa, tin chưa. Thôi chuẩn bị, nào. Chuẩn bị, 3, 2, 1. Khai trương Hồng Phát, yeah. Một cái đủ rồi. Đẹp luôn, vâng, tí về cho tiếp thêm camera 50. Vâng, đầu tiên ạ, cho cháu xin mời hai bác sẽ cùng tiến lên vị trí phía trên. Đấy. Rồi, em ơi, cho anh xin hai phần quà trước. Áo đỏ ơi, có người yêu chưa? Anh xin hai phần quà mang lên sân khấu. Rồi. Cháu cảm ơn hai bác rất là nhiều đã đến với chương trình khai trương ngày hôm nay. Chú thích màu nào ạ? Vâng ạ, vâng, màu nào thì quả nó cũng giống nhau đấy chú ạ. Cảm ơn hai chú rất nhiều ạ. Vâng, và cảm ơn hai chú ạ. Vâng, xin mời hai chú hãy cùng về chuẩn bị tiếp những phần lời chúc mừng khai trương Hồng Phát. Rồi, còn 2, 4, 6, 8 chị. Ok, anh ơi, cho em cái đoạn nhạc số 2 ý. Vừa nãy là em để ý là 8 chị là hô bé lắm, không to như hai chú. Tại sao em tặng quà cho hai chú trước? Bởi vì hai chú hô rất to và rất sung, thế em tặng quà luôn. Thế là lúc nãy các chị hô hơi bé nên là bây giờ vượt qua với em một thử thách nhỏ nhỏ thôi. Xong là em sẽ tặng quà nhá. Đầu tiên, xin mời chị lên phía trước. Với cái phần thử thách này thì em khuyến cáo các chị là suy nghĩ thật đơn giản và trong sáng thôi thì sẽ trả lời được. Đầu tiên chị, anh ơi cho to nhạc lên nữa. Rồi, chị thân mến, hãy đưa hai tay ra đằng trước. Rồi, đặt gần vào, nhìn vào bàn tay của mình nhá, ngửa cái ngón lên. Rồi, đấy, nhìn vào bàn tay của mình, đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chị có thuộc bảng cửu chương số 10 không? Rồi, ơi nhìn, vâng, để nguyên. Rồi, chị trả lời đúng sẽ có 2 phần quà, trả lời sai 1 phần quà. Được chưa? Chuẩn bị, 10 nhân 1 bằng mấy? 10. Đứng bên này cho thuận tay ơi, chị cứ nhìn. Rồi, nhìn vào đây nhá. 10 nhân 1 bằng mấy? 10 nhân 2? 20. 10 nhân 3? 30. 10 nhân 4? 40. 10 nhân 5? 50. 10 nhân 10? 100. Một bàn tay bao nhiêu ngón? 10. Một bàn tay 5 ngón. Cho anh một phần quà. Nhớ nhá, một bàn tay có 5 ngón thôi thì đâu ra 10. Đấy, em bảo phải suy nghĩ phải từ từ thôi. Cảm ơn chị rất nhiều. Nếu mà đúng thì sẽ có 2, sai thì có 1. Vâng, cảm ơn chị và xin mời chị. Vâng. Xin mời chị à đến đi. Sao lại là chị à? Mới có lần đầu tiên mà. Bây giờ nhá, chị giơ hai bàn tay ra trước. Rồi gập hai ngón cái lại. Đấy, như này này. Đấy, được chưa? Gập thêm một ngón này nữa. Rồi, được chưa? Là 3, đấy, chị đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn 7 chưa? Bây giờ nhá, nhìn vào 7 ngón tay này và làm với em bảng kiểu chương số 7 bắt đầu. Nhớ nhá, đừng có một bàn tay lại 10 ngón nhá, chuẩn bị này. Nghe kỹ à, từ từ nhá. 7 nhân 10 bằng mấy? 7 nhân 10 bằng mấy? Thế làm sao mà dạy được em nhà mình nào? 7 nhân 10 bằng mấy?
7 nhân 2 không hoặc 7 nhân 3 21 à, đây 7 nhân 4 23 7 nhân 5 35 7 nhân 6 35 1 cái cầu vồng có bao nhiêu màu? 7 màu 2 cái 4 màu 2 cái vẫn 7 màu. Chỉ có đỏ vàng cam lục lam tràm tím mới lấy đâu ra 14 màu hả chị? Trong cái giải màu làm gì có 14, cho anh một phần quà lên đây. Lại sai rồi. Chị ơi chị thích màu gì? Màu gì cũng được à? Ta chị màu này. Em thích cái màu này. Cảm ơn chị ơi chị tên là gì và chị đến từ đâu? Chị tên là Bình. Là khách hàng. Các nhà xin được cảm ơn chị Bình. Mong rằng lát nữa chị trúng được một chỉ vàng và voucher quên thẻ VIP 6 triệu. Là giải đặc biệt đấy. Cảm ơn chị Bình. Chị chỉ cần một bộ mỹ phẩm đó. Thích bộ mỹ phẩm căng bóng da. Vâng, ok. Xin được cảm ơn chị Bình. Rồi, chị ơi, xin mời chị lên đây. Chị muốn nhận 2 quà hay 1 quà? Càng nhiều càng ít. Càng nhiều càng ít à? Bây giờ em dành cho chị một cơ hội nhận được những phần quà càng nhiều càng ít. Có nội dung như sau. Rồi nhá, nhớ này. Bỏ ba ngón tay này ra. Rồi nhá, nghe kỹ nhá. Nhà em có nuôi 3 con lợn. Một con lợn đen là nhà em, một con lợn đen, một con lợn trắng và một con lợn đen trắng. Con lợn đen em đặt tên là Trắng, con lợn trắng em đặt tên là Đen, và con lợn đen trắng em đặt tên là Trắng Đen. Khi em gọi Trắng Đen ra đây thì con nào sẽ ra? Con lợn nó ra. Con lợn nó ra. Xin chúc mừng chị. Lợn nó không hiểu tiếng người, chị gọi thế gọi nữa ở trong chuồng thì chứ chị gọi làm sao mà nó ra được. Con nhà em tặng chị màu hồng. Em đố chị đứng ở đây mà chị gọi được con lợn nó ra đấy. Lợn nào mà nó nghe được tiếng chị. Chị lên đây. Vì chị mặc một chiếc áo màu xanh nên em sẽ gửi cho chị một câu hỏi liên quan đến màu sắc. Có một màu xanh mà cộng với một màu xanh thì tạo thành 2 màu xanh. Có một màu đỏ mà cộng một màu đỏ thì sẽ tạo ra màu đỏ. Được chưa? Đúng không? Chị thấy đúng không? Đúng. Vâng. Thế em hỏi chị là có một màu vàng mà cộng một màu vàng thì sẽ ra màu gì? Màu vàng. Màu vàng à? Xin chúc mừng chị. Người phụ nữ tiếp theo trả lời sai. Có một màu vàng cộng một màu vàng nó lại ra màu đỏ cơ chị ạ. Bởi vì sao bóng đá nó thế, hai thẻ vàng bằng một thẻ đỏ nó ra sân rồi. Rồi, ok. Chị thích màu gì? Màu gì cũng được à? Cho chị tự chọn. Đấy, rồi. Chị, xin mời chị đến đây. Cho anh mượn 2 phần quà. Đấy, chị ơi. Chị cầm trước cho tự tin. Cứ cầm đi, sai giả lại. Thế tôi lại cầm lại cho anh, chị bảo cầm chị lại còn run hơn. Thế đây chị. Thế đứng ở đây. Chị cho em hỏi, các cụ người ta có một câu rằng nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, vậy thứ tư là gì? Không thuộc á. Thế thì em hỏi chị một câu hỏi, chị thích đi du lịch không? Không. Không à, thế câu hỏi này dễ này. Chị cho em hỏi là trong tất cả các quốc gia trên thế giới thì quốc gia nào là công bằng nhất? Ê hề là cái gì? Quốc gia ê hề là quốc gia nào? Nào, thế em hỏi chị là hôm nay là thứ mấy? Là thứ 6. Hôm nay là thứ 6 ạ? À? Trời ơi, đến thế rồi mà còn không được nữa thì em biết làm thế nào? Em cố tình hỏi để tặng quà cho chị đấy thế mà. Thế bây giờ nhá, em cho chị lại một cơ hội nữa nhá. 1 cộng 1 bằng mấy? 1 bằng 2. Xin chúc mừng chị hoàn toàn chính xác, cho anh 2 phần quà đi. Chưa ai trả lời đúng cả, cố tình hỏi thế để tặng cho nó xôm thôi. Không quà mà không hết là Trang không trả tiền cát-xê. Rồi, cảm ơn chị. Vâng. Vâng ạ, xin mời chị. Thế đây em. 1 cộng 1 bằng mấy? 2 ạ. 2 cộng 2 bằng mấy? 4. Ok. 1 cộng 1 bằng 2, đó là một định luật không ai bàn cãi. Và bây giờ câu hỏi dành cho em như sau. Câu
Câu hỏi này không dành cho những ai xem quá nhiều YouTube, không dành cho những ai nghe những lời nhắc nhở và xúi giục từ bên dưới, mà câu hỏi này do tự bản thân em nhớ nhá, phải suy nghĩ chắc chắn vào này. 1+1=2, đó là một định luật không ai bàn cãi. Và câu hỏi dành cho em nội dung như sau: khi nào 2+2=6? 4, 2+3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Khi nào 2+2=6? Khi nào thì 2+2=6? Ở đây có rất nhiều trẻ em nhá, nhớ là phải làm đúng. Khi nào 2+2=6? Trời ơi, nghĩ đi. Khi mình làm sai. Khi mình làm sai à, xin chúc mừng em, làm sai thì chỉ có một quà thôi. Mình phải làm đúng mới được hai quà. Bây giờ anh giải thích cái này, đứng đây nghe này. Khi nào 2+2=6? Rất đơn giản, chỉ khi chúng ta cộng thêm 2. Có đúng không ạ? 2+2=4+2=6 à? Em đã bảo là đừng xem quá nhiều YouTube. Trẻ con đây nhiều lắm. Ôi chị lên đây. Và anh nói lại nào. Ok, đối cái gì dễ dễ nhá. Một câu hỏi rất dễ dành cho bạn có một nội dung như sau: hãy di chuyển xuống phía dưới và lựa chọn cho chương trình một người đàn ông to cao đẹp trai trong vòng 10 giây. Xin mời. 10 giây. 1 giây được. Ok, 1 giây. Đấy, ôi trời ơi. Rồi, anh ấy lên đi ạ. Này á, chị rất quyền lực. Mình chưa thấy người phụ nữ nào quyền lực như vậy. Em cho 10 giây, chị bảo 1 giây được không? Rồi, ok. Anh này là như thế nào với chị ạ? Không phải, em thấy ở kia thế không? À, thấy ở kia rồi, ok. Chị tên là gì ạ? Em tên Ly ạ. Anh tên là gì anh? Em tên là Tiến. Anh Tiến ạ, em hỏi thật là anh với chị là có quen biết nhau từ trước không anh như nào? Không. Có quen biết à? Trả lời thật đi. Có phải vợ chồng hay là như nào ạ? À, bạn gái thôi à? Ok, câu này không cần âm nhạc anh ơi, bỏ đi cho em. Câu này, câu sát cục này. Trả lời đúng nhá. Nhiễm nhiên được 4 phần quà, sai. Một mình em vẫn được quà. Bây giờ hai người đứng đối diện với nhau ạ, đứng gần mép sân khấu đi. Hai người quay mặt vào nhau. Rồi. Không, quay mặt thôi. Cho anh 2 phần quà trước. Tặng cho chị đã. Không, em không cần phải làm gì cũng đã có 2 quà rồi. Còn anh sẽ có cơ hội mang về 2 quà nữa, là tức là tổng cộng em sẽ có 4. Được chưa? Bây giờ em dành cho anh cơ hội mang thêm 2 phần quà nữa cho người con gái này. Là anh hãy nhìn bạn ấy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải, từ phải qua trái. 5 giây bắt đầu. Nhìn kỹ vào ạ, câu trả lời bên này. Phải nhìn kỹ vào. Chắc chưa? Hầu như là 100 đôi mà nhìn không kỹ là sai cả 100%. Em khẳng định đấy. Được, ok. Câu hỏi dành cho anh có nội dung đáp án từ người phụ nữ đối diện như sau. Các cụ người ta có một câu rằng phàm là phụ nữ phải đạt được 4 tiêu chí: tai lá mít, đít lồng bàn, ngực nở, eo thon. Vậy người phụ nữ đối diện với anh đạt được bao nhiêu tiêu chí trên 4 tiêu chí vừa rồi? Đủ rồi. 4 tiêu chí đấy. Cả 4 tiêu chí à? Xin chúc mừng anh. Đấy là tiêu chí các cụ chọn lợn nái không dành cho người ạ, về chỗ. Lại bảo người ta là 4/4. Khác gì bảo người ta đùa chứ. Tổn thương ghê gớm đi. Đúng rồi, chị có 2 quà rồi. Đây là quà dũng cảm chị ạ. Và không cần phải làm gì. Em biết ngay là kiểu gì chị cũng bị tủi thân mà. Anh phải bảo là 0/4 anh nhá. Sao mà ai có hỏi anh nhớ là bảo là 0/4 nhá. Giờ lại bảo người ta là 4/4 có chết dở không cơ chứ. Ok, bây giờ quý vị thân mến, quý vị muốn nhận quà tiếp không? Có không ạ? Và bây giờ giải nhất của chúng ta đó chính là một chỉ vàng và một thẻ VIP trị giá 6 triệu đồng. Ai muốn nhận giải thưởng này xin mời giơ tay. Vâng, và em sẽ để giải thưởng này đến cuối cùng ạ. Vâng, bây giờ bốc giải phía trước. Xem nào. Ngày hôm nay chúng ta có một giải đặc biệt: nhẫn vàng và thẻ VIP 6 triệu. Một giải nhất, nhẫn vàng cộng thẻ VIP 4 triệu. Một giải nhì, bộ mỹ phẩm căng bóng trẻ hóa cộng thẻ VIP 3 triệu. Cái này chắc là chị Bình thích này. À đúng rồi, vâng, đấy. Một giải 3 là một quạt điện cộng thẻ VIP 2 triệu. 4 giải 4 là một voucher 1 triệu và quà tặng của tập đoàn CGF. Và 6 giải khuyến khích là thẻ VIP giảm giá 30%. Bây giờ sẽ cùng đi tìm xem ai là chủ nhân của giải thưởng 6 giải khuyến khích
giảm giá 60%, xin mời Hoàng Phiếu. Đây Hoàng Phiếu tôi còn hết người tặng quà rồi em. Tí nữa anh tặng tiếp, đi tặng cho hàng xóm ở quanh đây nữa. Rồi, chắc hỏi rằng là phiếu của quý vị ở bên dưới, quý vị đã cầm, đã kiểm tra lại phiếu chưa? Có ai quên nhà không? Có ai quên không ạ? Sẽ có 6 phiếu trong lượt này. Và bây giờ để thể hiện sự công bằng, công tâm trong chương trình, em sẽ xin mời một quý vị bên dưới lên sân khấu giúp chương trình bốc thăm, và chắc chắn sẽ có phần quà đến từ chương trình. Vâng ạ, xin mời ạ. Em xin mời một cánh tay. À vâng ạ, đại diện của CGF có nói rằng 6 giải khuyến khích đều có quà của tập đoàn CGF nữa. Vâng, thêm 6 phần quà của CGF. Vâng ạ, cảm ơn CGF rất nhiều. Bây giờ cho em xin một cánh tay của quý vị đi ạ. Xin mời chị ạ. Vâng, lên đây giúp em. Con này chưa lớn đâu con ạ. Vâng, để cho cô lớn đi. Đấy. Vâng ạ, chị thân mến. À, chị cho em hỏi chị tên là gì ạ? Tên là Thơm ạ. Chị Thơm để đến từ đâu ạ? Em đến từ Cẩm Phả. Cẩm Phả, chị là khách hàng đối tác hay là bạn của Trang và Hùng? Vâng, ok chị thân mến. Hãy đảo thật đều phiếu lên giúp em. Và lựa chọn cho em xin 6 lá phiếu, xin mời. Mày quay ra đằng xuống mặt nào. 2 3 4 5 6. Ôi giời, con dài nhanh nhẹn quá nhỉ. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay bọn em sẽ xin phép đưa ra một tiêu chí như sau. Bọn em sẽ chỉ dành những phần quà này cho những khách hàng có mặt tại đây thôi. Nếu như bốc thăm mà khách hàng đó không có mặt tại đây, chúng tôi chương trình sẽ xin phép hủy để tìm khách hàng có mặt tại đây được không ạ? Có đồng ý không ạ? Đồng ý cho em chàng pháo tay. Đấy. Đầu tiên xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Hương, địa chỉ ở Độc Lập. Có không ạ? Có không ạ? Vâng ạ, xin mời chị. Xin mời chị Hương ạ. Đây ạ. Đúng chưa ạ? Số phiếu 037, chính xác. Và chị đợi em một lát rồi cùng lên một lượt nhé chị nhá. Xin chúc mừng số phiếu 0016 Nguyễn Thúy Anh đến từ Cẩm Bình. Có không ạ? 3. Tiếp nhỉ. 2. 1. Tí quá. Ôi tiếc lắm, sẽ bỏ cái này đi, em cảm thấy rất là tiếc. Xin chúc mừng số phiếu 0025 đến từ Cẩm Bình, Diệp Thị Mai Trang. Có không ạ? Đâu? 3, 2, 1, chị Trang ơi. Đâu phiếu của chị đâu? 0025. Rồi, xin mời chị. Vâng ạ, và quý vị thân mến, chúng tôi xin giải thích với quý vị như sau. Nhiều phiếu thì sẽ có nhiều cơ hội để nhận quà. Bởi vì sao? Họ sử dụng quá nhiều dịch vụ tại đây thì nhiên nhiên quyền lợi của khách hàng sẽ được nhận nhiều phiếu, tức là tăng cơ hội sở hữu quà tặng hơn những khách hàng khác. Và xin được chúc mừng khách hàng có số phiếu 0076 Trần Thị Thanh đến từ Cẩm Thành. Có không ạ? 3, 2, 1, 1, 1, 1, hết giờ. Số phiếu rất đẹp 0088 đến từ Cẩm Bình, Nguyễn Thúy Anh. Có không ạ? Nguyễn Thúy Anh. Tiếp thế. 3, 2, 1, hết giờ. Và xin mời chúc mừng số phiếu đến từ Cẩm Bình 004 Diệp Thị Mai Trang. Có không ạ? Ôn lại chị ạ. Vâng. 2 phiếu. Chị là chị dùng những cái gì ở đây ạ? Chị kể qua tí được không? Thôi ừ, tí phỏng vấn sau. Chị tìm cái 004 đi nhá. Bây giờ có 3 phiếu hủy đúng không ạ? Chị ơi, chị tìm giúp em 3 phiếu. Đúng rồi, anh bảo là thọc xuống dưới ý. Đọc luôn, chúc mừng số phiếu 0084 đến từ Cẩm Bình, Nguyễn Thành Luân. Anh chị à,
chồng chị, vâng ạ, xin mời chị. Chúc mừng. Xin được chúc mừng số phiếu đến từ Cẩm Sơn 0013 Nguyễn Duyên Thảo. Có không? Tiếc quá rồi. Cho em phiếu khác đi. Số phiếu 0051 đến từ Cẩm Thịnh Lê Thị Kim Oanh. Có không ạ? Không có ạ. Cho em phiếu khác đi. Càng cuối càng gay cấn. Số phiếu 0098 Nguyễn Thị Mười Cẩm Trung, đúng tên em luôn. Có không ạ? Không có. Cho em xin một phiếu khác. Hình như là còn 2 phiếu nữa đúng không chị nhỉ? 0011 đến từ Cẩm Thạch Đào Thị Lan. Có không ạ? Đâu ạ? Không có ạ? À, tí nữa đến cái giải đặc biệt này. Bắt đầu đến từ giải nhất trở đi em có một cái màn này hay lắm. 0048 đến từ Cẩm Sơn Tạ Thị Hòa. Có không ạ? Có không ạ? Hình như chưa được ai ấy. Vẫn thiếu 2 người ạ. Chị đọc đi cho nó thay đổi phong thủy xem nào. Số phiếu là 49 ạ. Lê Thị Kim Oanh, Cẩm Thịnh. Lê Thị Kim Oanh đến từ Cẩm Thịnh có không ạ? Đâu ạ? Tiếp tục đi chị. Chúc mừng 0075 đến từ Cẩm Bình Nguyễn Thị Thành Luân. À, Nguyễn Thành Luân. Nguyễn Thị Thành Luân thì cũng đúng đấy. Vâng, em cứ tự thêm chữ thị vào. Chị cười gì em? Thế cho em phiếu nữa. Nguyễn Thúy Anh đến từ Cẩm Bình. Có không ạ? Sao mắt em cứ nhìn về chị ấy nhỉ? Cho em cái phiếu luôn. Thế chứ còn một phiếu của giải khuyến khích cơ đúng không ạ? Số phiếu 0029 đến từ Cẩm Bình, Diệp Thị Mai Trang. Có không ạ? Này chứ, nước chảy chỗ trũng. Vâng ạ, xin mời 6 số phiếu may mắn vừa rồi sẽ cùng lên sân khấu để nhận quà cho em. Và chị ơi, em xin cảm ơn chị một phần quà đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị đã hỗ trợ em trong phần bốc thăm giải khuyến khích. Cảm ơn chị rất nhiều ạ, xin được cảm ơn em hồng phiếu. Và xin mời các anh chị ạ và chúng giải khuyến khích sẽ cùng lên sân khấu. Xin mời anh chị ạ. Và xin được mời vợ chồng của Hùng và Trang sẽ cùng lên sân khấu để trao giải khuyến khích. Em bạn lấy cái biển khuyến khích ở đây này. Mang lên. Vâng ạ. Và mọi người nói luôn là mình là trúng bao nhiêu phiếu trong giải khuyến khích nhá. Để Hùng với Trang mà trao luôn. Chị, anh Nguyễn Thị Luân đâu ạ? Vâng. Anh Thị Luân lên nhé. Anh Thị Luân là 2 phiếu ạ. Đúng không ạ? Chị 3 phiếu. Rồi cho anh 6 biển khuyến khích. Luân là 2 phiếu. Đấy.
đến được không ạ? Rồi, xin được chúc mừng và xin được cảm ơn. Em cảm ơn âm nhạc một chút ạ. Rồi. Anh ơi, của ta mà. À, quên quà của CGF nữa. Chị ơi, chị Thịnh Luân với này, các chị ấy thì quay lên chúng em với còn quà của CGF nhầm. À, quý vị có muốn là không cần phải chờ đợi và hồi hộp sau mỗi lần bốc thăm mà lại không có người ở đây không quý vị? Có muốn không ạ? Muốn bốc một phát là ra người luôn không? Bây giờ quý vị để trong tay của mình có cuống phiếu đúng không ạ? Hãy gấp cuống phiếu đó và làm bốn giúp em. Và bây giờ BG thân mến, mang hòm phiếu lên đây. Đưa cho anh một hòm phiếu. Hai người đứng sát vào gần nhau em đấy. Bây giờ em sẽ tiến hành bỏ tất cả những lá phiếu ở trong này ra. Và quý vị sẽ cùng bỏ lại lá phiếu trên tay của mình. Là đảm bảo 100% bốc là trúng đúng không ạ? Có đúng không ạ? Em sẽ bỏ hết ra để quý vị chứng kiến nhá. Chú cầm một cháu vậy. Cho anh mượn cái túi. Mang đây, mang đây. Như thế này sẽ nhanh hơn đúng không ạ? Đúng, ai có mặt ở đây là sẽ bốc đúng như vậy luôn. Đại biểu có phiếu chưa? Đại biểu bỏ vào đây nhá. Các bạn những ai đang cầm cuốn phiếu trên tay của mình, xin mời hãy bỏ vào đây giúp em. Rồi, bây giờ đảm bảo 100% tốc là chúng, không có xịt ai cả. Đấy. Nhìn thấy luôn chị Thị Luân đâu rồi? Đây đấy con đúng không ạ? Rồi còn ai nữa không ạ? Bên này ạ? Nhanh lên. Trong này mới là giá trị này, đẳng cấp nó nằm ở trong này. Bây giờ đảm bảo 100% bốc là chúng. Bây giờ ngay lập tức chúng tôi sẽ đến với 4 giải tư. Giải tư là cái gì để em đang đọc lại nhá. Mỗi giải là một voucher trị giá 1 triệu đồng và quà tặng của tập đoàn CGF. Em ơi, áo đỏ hãy lên đây bê của anh ơi. Quý vị ở bên dưới lên hỗ trợ em trong chương trình bốc thăm này. Xin mời chị Thị Luân ạ. Vâng. Ôi dồi ôi, con nhói ơi, nào mang cái ông đi đâu đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 4 giải tư. Mỗi giải một voucher trị giá 1 triệu đồng cộng với quà tặng của tập đoàn CGF. Xin mời chị hãy lựa chọn cho em 4 lá phiếu. Xin mời đảo đều lên. Anh đảo lên. Đảo đều nữa. Nữa. Nữa, chưa được. Đảo lên đi, đảo lên, đảo mạnh vào. Nữa. Được chưa, được chưa, được chưa. Ok, lá phiếu số 1, xin mời. 2 8 Bùi Thị Như Quỳnh. Đấy, ăn luôn. Nhanh không? Xin mời chị Quỳnh đến đây với em. Đấy. Chúc mừng khách hàng đến từ Cẩm Bình. Số phiếu. Ê, chị Trang à, chị Trang à. Không bỏ
46 chứ phải 9 đây ạ. Vâng ạ, trời ơi. À, chị Trang ơi, chị có việc gì bận không? Chị bảo chị nhận nhiều quá ngại. Không có gì ngại cả chị ạ, chị là khách hàng đặc biệt. Số phiếu 072 đến từ Cẩm Trung, Trần Thị Nhung. Đến luôn. Đó. Khoái. Em lướt qua các chị trên kia bảo MC khôn vãi. Bốc ghế đi nhanh. Số phiếu 0029 Diệp Thị Mai Trang. Chị Trang à? Vâng ạ, à, xin cảm ơn chị. Em không biết được. Rồi xin mời Hùng và Trang sẽ cùng lên sân khấu để chào. Chị ơi, em cảm ơn chị đã đến với chương trình. Cảm ơn chị. Xin mời hai vợ chồng Hùng và Trang sẽ cùng lên sân khấu trao giải tư. Xin mời. Cùng với phần quà của CGS nhé. À, chị ơi, chị được hai quà đúng không? Chị là 2 này, 3 này, 4 này. Rồi, ok. Trang ơi, lên đi. Nhà chị Trang là có 2 phiếu. Rồi, nhà chị Trang 2 phiếu luôn. Bây giờ quà của CGF đâu? Quà của CGF. Em ơi, thiếu. Quà của CGF không? Vâng ạ, xin được chúc mừng anh chị. Xin được chúc mừng các chị rất nhiều. Và quý vị thân mến, bây giờ chúng ta còn một giải ba, một giải nhì, một giải nhất và một giải đặc biệt. Nhưng mà bây giờ em lại mang đến phần giải khác lại còn to hơn nữa cơ. Phần giải này còn được tính bằng cân cơ. Đấy, một chỉ vàng thì cũng chưa nặng lắm. Cái giải này em tính bằng cân. Hãy cùng vỗ tay để chào đón phần quà mang giá trị tinh thần, đó chính là những cô gái đến từ vũ đoàn Bonnie Simmer. Hai em đâu rồi? Anh ơi. Rồi sau hai cô gái này chúng ta sẽ đi tiếp tục đi tìm bốn người may mắn tiếp theo. Simmer. Azúcar, me doy azúcar, me metí a...
cháu tuy bé nhưng mà rất thích các cô xinh đẹp. Cảm ơn cô. À, và quý vị thân mến, em mang lên đây một cái này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải tư ngày hôm nay, là giải 3. Giải 3 là một quạt điện và một thẻ VIP trị giá 2 triệu đồng. Nói giờ, xin mời Hồng Phiếu. Và để chúng ta đi tìm xem ai sẽ là chủ nhân của chiếc quạt và thẻ VIP trị giá 2 triệu đồng, thì quý vị thân mến, hãy cùng tạo những điều may mắn bằng tràng pháo tay lớn của quý vị đi ạ. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là tiếp tục một quý vị khách hàng lên sân khấu để giúp chương trình bốc thăm được không ạ? Xin mời chị. Vâng, chị Thị Luân. À, chị Luân. Em biết anh tên là Luân rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ có một giải duy nhất trong phần này. Và giờ em sẽ bịt mắt của chị lại. Và chị hãy đảo thật đều phiếu lên và bốc cho em một lá phiếu do tay chị cảm nhận. Khi nào em bảo bốc mới được bốc, bạn đảo tiếp. Mạnh lên. Rồi, bốc cho em xin một lá phiếu. Chị Luân, à quên, anh Luân. Quý vị thân mến, nếu như mà chị Ý bốc phải lá phiếu của nhà chị Ý thì có sao không ạ? Có không ạ? Xin được chúc mừng chị rất nhiều và chúc chị may mắn lần sau. Lần này không phải. Số phiếu của khách hàng đến từ Cẩm Trung, số phiếu nhỏ hơn 10, bắt đầu bằng số 0. Ai cũng không à? 007 Hà Thị Thúy đến từ Cẩm Trung. Ôi giời, xin mời chị lên cầm mình lên sở hữu chiếc quạt luôn chị. Vâng ạ, xin mời. À, chị ơi, chị giúp em bốc từ đầu đến cuối được không? Ok đi. Vâng ạ, chị em mình sẽ tạm thời đứng ở đây nhá. Và xin mời vợ chồng của Trang và Hùng sẽ cùng lên sân khấu trao giải 3, một chiếc quạt điện và thẻ VIP trị giá 2 triệu đồng. Xin mời. Giải 4, à giải 3, giải 3. Rồi, giải 3 gồm 2 phần, đó chính là một quạt điện và thẻ VIP trị giá 2 triệu đồng. Đây này, chị Bình ơi, chị Bình chuẩn bị đến cái giải bộ mỹ phẩm căng bóng trẻ hóa rồi đây này. Chị ơi, cái gì Bình ấy nhỉ chị nhờ? Vâng, chị Bình. Rồi, xin được chúc mừng. Xin được cảm ơn Luân rất nhiều và tiếp theo một phần quà dành tặng cho Luân. Xin được cảm ơn Luân. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải nhì. Giải nhì xin được mời cô giáo của Trang Hera. Xin mời. Xin mời cô. Xin mời cô hãy cùng di chuyển đến sân khấu. Giải nhì của chúng ta ngày hôm nay là bộ mỹ phẩm căng bóng trẻ hóa cộng với thẻ VIP trị giá 3 triệu đồng. Chị Bình chuẩn bị. Trong này mà bốc phát là chúng của chị Bình hay nhỉ. Lên đây em. Rồi cô thân mến, cô ấy á, nhắm mắt lại và đảo đều phiếu giúp em ạ. Nhắm mắt lại, nhắm tịt lại. Rồi, chưa đều lắm ở góc này, chưa đều đảo ra đúng rồi. Đấy, được rồi. Và nắm trong tay một lá phiếu, xin mời. Là ai đây, cô xem trước đi. Úi dồi, chị Bình thật, chị Bình ạ. Có một chữ Bình nhưng mà là Cẩm Bình. Chúc mừng số phiếu 06. Ai có cái số này rồi hay mọi người không nhớ, nộp hết rồi không nhớ rồi, đúng rồi. Tên là L Cao. Lan à? Lan à? Cái gì? Chúc mừng Nguyễn Thị Loan đến từ Cẩm Bình. Có không ạ? Vâng ạ, ôi giời, ở cạnh chị Bình, ôi giời ơi. Ôi giời, chị Bình thoát tim. Chị Loan. Chị Loan thân mến, chúc chị đã mang về giải thưởng bộ mỹ phẩm căng bóng trẻ hóa da và thẻ VIP trị giá 3 triệu. Xin mời vợ chồng của Trang và Hùng cùng với cô giáo của mình sẽ trao giải 3 dành cho chị Loan, xin mời. Hùng ơi, Hùng ơi. Hùng ơi, Trang ơi, giải ba.
quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giải nhất. Giải nhất là một nhẫn vàng 4 số 9 cộng thẻ VIP trị giá 4 triệu. Xin mời thầy Tony Thưởng ạ. Thôi xin mời thầy. Hùng chuẩn bị lên trao giải cho Hùng nhé. Xin mời em lên đây. Thầy thân mến, thầy hãy bảo thật đều phiếu lên giúp em ạ. Xin mời thầy nhắm mắt lại ạ. Rồi đảo thật đều lên ạ. Thế em xin một lá phiếu, xin mời. Nay đi ra ngoài bước chân gì ra trước? Bước hai chân bằng nhau ạ. À, tức là nhảy chóc ra ngoài. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Loan đến từ Cẩm Bình số 044. Và xuất sắc mang về giải nhất tiếp theo, một chỉ vàng và thẻ VIP trị giá 4 triệu đồng. Xin mời chị. Một nhẫn vàng và thẻ VIP trị giá 4 triệu đồng. Vâng ạ, rất may mắn mang về hai giải rất lớn. Xin được chúc mừng, xin mời em lên đi em. Xin mời anh Hùng ạ, anh Hùng. Rất tuyệt vời. Xin được chúc mừng chị. Còn là xin được chúc mừng. Vâng, xin được cảm ơn thầy và cô. Xin được cảm ơn thầy. Xin được cảm ơn Trang và xin được chúc mừng cho chị Loan. Vâng, cái chị cầm về ạ. Vâng, may mắn quá. Và quý vị thân mến, giải đặc biệt của chúng ta, giải cuối cùng trong chương trình, nhẫn vàng 4 số 9 và thẻ VIP trị giá 6 triệu đồng. Và em rất cần một cánh tay của quý vị lên sân khấu giúp em phần này, đúng không ạ? Ái ạ, xin mời anh. Một chút về mình với toàn thể khán giả này không anh, xin mời. Xin toàn thể, kính chào toàn thể mọi người đã có mặt trong buổi khai trương ngày hôm nay. Em tên là Thắng, em đến từ đơn vị Hoàng Thắng Sơn Nhà Đẹp, đã thi công cho Hùng Phạm và Trang Hera. Đơn vị thi công ngày hôm nay. Kính chúc mọi người có một buổi khai trương thật là vui vẻ. Sau đây bàn tay vàng của em sẽ bốc giải đặc biệt ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, xin mời âm nhạc. Anh ơi, hãy nhắm mắt lại, đảo thật đều lên này. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, chúng ta đang lắng nghe âm nhạc đã làm tan nát không biết bao nhiêu gia đình. Nhưng mà âm nhạc đó ngày hôm nay sẽ mang đến rất nhiều những phần quà tặng. Ai đây ạ? Ôi trời ơi. Giúp em cái phần này não nề quá. Trong cuộc sống có những điều trùng khớp bất ngờ mà chúng ta không thể giải thích được. Mà đến chúng em là những người làm chương trình, bọn em cũng quá bất ngờ. Và đến cái ông bốc thăm, ông là quên, anh bốc thăm và anh là người thi công cho nhà Trang với Hùng ngày hôm nay cũng quá bất ngờ luôn, không nói được nên lời.
Chị Loan về chưa? Không, em đang nói gì đâu mà rú. Em hỏi thế thôi. Ông này ông ngay xuống. Vâng. Chị Bình còn đây không ạ? Vâng, chị Bình thân mến. Ngày hôm nay em xin được chính thức bắt tay chị và chúc chị may mắn lần sau ạ. Vâng. Chưa. Đấy mới là đẳng cấp này. Em tên là gì? Không phải. Cái năm tay anh giả có biếu kìa. Cái năm tay anh giả có biếu chưa? Có biếu hay không đấy? Rồi, em có biếu. Biết đọc kiểu gì ấy ạ? Máy tính anh trả lại rồi. Máy tính. Anh ơi, chú ơi. Chúc mừng khách hàng đến từ Quảng Ninh. Ở đây ai Quảng Ninh giơ tay ạ? Vâng ạ, khách hàng đến từ Quảng Ninh. Là khách hàng nữ. Có số phiếu bắt đầu từ số 0. Ai không ạ? Có ai bắt đầu từ số 1 không? Không ạ. Ôi. Khách hàng đến từ Cẩm. Cẩm Bình. Cẩm Bình. Cẩm Bình. Vâng, Cẩm Bình. Khách hàng đến từ Cẩm Bình. Những ai ở Cẩm Bình giơ tay đứng lên luôn. Xin mời tất cả những ai đến từ Cẩm Bình lên sân khấu. Xin mời tất cả những ai đến từ Cẩm Bình lên sân khấu. Nếu như không lên, lát nữa em đọc tên mà có đứng ở dưới là em sẽ không trao quà. Tất cả những ai đến từ Cẩm Bình lên sân khấu. Anh đứng ở gần gần đây với em nhá, để tí cơ quật chụp ảnh với lại người thắng giải đặc biệt. Vâng, đứng ở đây với em. Cẩm Bình lên hết chưa? Bây giờ nhá, em hô 3, 2, 1. Các chị phải hô là Cẩm Bình mãi đỉnh. Được chưa? Nhá, nhớ nhá, tay giơ ra. Chuẩn bị này. 3, 2, 1. Cẩm Bình mãi đỉnh. Ui nhạt tuyệt. Hô to hơn nữa, mạnh mẽ nữa được không ạ? Khoác tay lên vai nhau đi nào, đoàn kết xem nào. Tất cả anh em Cẩm Bình các bạn. Khoác tay lên vai đi. Nào, chuẩn bị. 3, 2, 1. Cẩm Bình mãi đỉnh. Rồi. Đầu tiên xin mời chị Luân tiến đến vị trí phía trước một bước. Xin chúc mừng chị là người bị loại đầu tiên. Người tiếp theo. Xin mời chị Bình lên phía trước một bước. Chị lên đây chị bảo lại loại rồi thế. Em có làm gì không? Xin được chúc mừng chị lần may mắn lần sau là đúng rồi. Còn ba người. Chị cho em hỏi rằng nếu như ngày hôm nay chị trúng giải đặc biệt thì điều đầu tiên chị sẽ làm gì? Nó giống thi hoa hậu không? Ăn mừng. Ăn mừng. Tiếp theo, trước sau ăn mừng thì người đầu tiên chị gọi điện là gọi điện cho ai? À, chị ơi, anh kia một nửa. Chị thân mến, chị tên là gì ạ? Chị Trang. Ngày hôm nay nếu chị Trang trúng giải đặc biệt nữa thì chị Trang sẽ làm điều gì đầu tiên ạ? Chị lại tiếp tục làm đẹp ở đây thôi. Lấy tiền làm đẹp ở đây thôi. Đấy. Sao em thấy mọi người cứ là em nay mà làm hoa hậu thì em sẽ đi từ thiện, người đi vòng quanh thế giới nhiều lắm này. Nên trúng giải là chỉ có làm đẹp ở đây thôi. Chị Loan. Hôm nay nếu chị trúng giải đặc biệt nữa thì chị làm gì đầu tiên ạ? Mời cả tám Trang hay ra đi ăn ạ. Đặt giá chưa? Mời quả hệ thống Trang Hera đi ăn. Nhà mình có bao nhiêu người ạ? 13 suất. Cộng vào gần hết chỉ vàng rồi. Và xin được chúc mừng. Xin mời chị bước lên phía trước một bước. Rồi. Chúc mừng chị. Mong chị may mắn trong lần khai trương cơ sở số 3. Mong rằng cơ sở 3 chị sẽ may mắn. Xin mời hai chị đứng ở trung tâm đây. Và bây giờ để đọc tên người bị loại, chúng tôi rất xót xa. Thì xin có lời cảm ơn đến Huỳnh Bà Trang. Thì sau suốt thời gian mình điều trị lắm ở Trang Hà Giang và Hùng Phạm thì các bạn đã rất là nhiệt tình
Nói chung là chữa rất là ok, mình giới thiệu rất nhiều các anh chị đến đây để tham gia vào cái quá trình điều trị thì rất là ok ạ. Mong mọi người hãy ủng hộ Trang Hoa và Hùng Phạm nhiều hơn ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Okay, xin được cảm ơn và xin được chúc mừng chị một lần nữa thật nhiều ạ. Xin được chúc mừng. Và xin mời chị hãy cùng di chuyển về vị trí của mình. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay chương trình còn rất nhiều. Ai chưa có nữa ạ? Chị ơi,
cả nhà mình vui lòng giúp em khoảng độ 5 giây nhá. Vừa rồi sót kia là anh ấy quên chưa lắp pin. Vâng. Anh ấy quên chưa lắp pin và chưa ấn play. Vâng. Chưa ấn rec. Vâng, là con xin mời ông bà. Cả nhà mình đâu rồi? Những anh chị vừa rồi quay phần video vừa rồi ý, ở lại giúp em một xíu nhá, vài giây thôi ạ. Khai trương vòng phát đi ạ. Anh Thưởng ơi, anh Thưởng cho em lại cái shot quay khai trương vòng phát với. Vâng ạ, xin mời các anh chị ạ. Rồi ạ, xin mời các anh chị hãy dùng di chuyển đến đây cùng với em ạ. Hộ em tí. Tôi cứ đứng lên sân khấu đây này. Thấp ở dưới cao trên cho em nhá. Ai thấp từ ra xuống phía dưới nhá. Ai thấp từ ra xuống phía dưới này. Cao hơn phía sau của cháu nhá. Là mấy bạn nhỏ ai đứng ngay nhá. Vâng ạ, cho con đứng gần hơn đi ạ, các anh chị làm sao tiến gần hơn lên nữa đi ạ. Và những ai thấp thì cố gắng kiêng kiêng một chút nhá, cho em các em nhỏ ra trước đi. Thấp quá. Em ơi, con ơi ra đây.
Điểm có loại gì mà đẹp. Anh ơi, bỏ cái lăng hoa, bây giờ mình đứng lên thôi, em phải bỏ lăng hoa. Cho nó rộng, tôi sẽ thêm được 2-3 người thôi mà. Anh thử đấy, anh đứng đứng thẳng vào đi để em cân xem nó cân chưa. Đây có cháu, một người lên đây này, một người chỗ này anh. Vừa vừa, ok là được anh. Cô lên đây cháu đi.